Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ Và hôm nay các sao hàn có thông tin gì hấp dẫn? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé! Đây là biểu cảm của Jennie Blackpink khi gặp con vật yêu thích của cô ấy. Mức độ hạnh phúc tăng lên 200%. Jenny của Blackpink có thể trông rất ngầu với gu thời trang tuyệt đỉnh và kỹ năng hát nhảy toàn diện trên sân khấu. Nhưng ngoài đời thì cô ấy thực sự là một cô gái rất dễ thương. Tính cách đáng yêu của cô ấy càng nổi bật hơn trong tập 10 của 24 trên 365 with Blackpink khi máy quay quay lại cảnh hậu trường bản hit mới nhất Ice Cream của họ. Trong video, các cô gái cùng nhau chơi đùa và thực hiện động tác vũ đạo gây nghiện trong Ice Cream. Đáng chú ý là phân cảnh các cô gái gặp gỡ những đối tượng đặc biệt mà họ sẽ quay cùng, đó là động vật. Đặc biệt, Jenny bị thu hút bởi những chú chuột lang nước capybara trên phim trường. Cô không thể tin là mọi người không biết những con vật đáng yêu này là gì. Cô đã thốt lên. Bạn có biết capybara là gì không? Sao không ai biết capybara là gì? Đó là con vật yêu thích của tôi đó. Khoảnh khắc Jenny nhìn thấy những chú chuột lang nước này, cô liền thể hiện ngay sự đáng yêu và cúi xuống thủ thỉ cùng những con vật ngoan và dường như là chúng cũng ngẩng đầu chào đón cô ấy. Jenny luôn miệng dành cho chúng lời khen ngợi do bị quyến rũ bởi sự dễ thương tột độ này. Sao bạn dễ thương thế? Cuối cùng tôi đã được gặp bạn, tôi thực sự thích con vật này. Trước sự yêu quý và phấn khích vô cùng của mình, cô thậm chí còn được phép bước vào bên trong chiếc lồng của Capybara để tiếp xúc với chúng gần hơn. Những con vật đổ xô đến ngay lập tức, như thể là cô là người quen lâu ngày của chúng vậy. Đến lúc cảnh quay một mình, Jenny còn thể hiện tình cảm của mình bằng việc sao chép lại cử động của chú chuột. Thực sự Jenny đánh mất luôn chất cun ngầu khi gặp con vật mình yêu thích thì phải. Hãy xem ngay tập 10 của 24 trên 365 with Blackpink để kiểm chứng độ đáng yêu của cô nàng nhé các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của K beat 24 giờ. Đừng quên nhấn subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất của các sao hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.